Nam Mô A Di Đà Phật. 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 Con lạy trời lạy Phật, con lạy chín phương trời. Chị Trinh sao rồi? Chị ấy bình thường rồi, nhưng tôi vẫn thấy cứ lạ lạ làm sao ấy. Sao là sao? Chẳng biết nữa. Lúc nào cũng thấy chị ấy vui vẻ, cứ như là chưa từng có chuyện gì xảy ra ấy. Hay là chị ấy sốc quá nên mới thành ra như thế? Chồng chị ấy lại rất tỉnh. Chính vì tỉnh quá nên tôi mới thấy lo đấy. Bà cứ hay nghĩ, có khi chị ấy nghĩ thông mọi chuyện rồi. Cũng hy vọng là như thế. Cầu trời khấn Phật cho chị ấy nhanh khỏe, mau chóng có con. Đi. À này, Hạnh nó hỏi thăm chị đấy. Thế à, Hạnh dạo này thế nào rồi? Lấy chồng xong cũng đằm hơn, nữ tính, nhẹ nhàng, dịu dàng hơn. Nói chung là ổn chị ạ. Lấy người ta rồi có phải là chỉ sống cho mình đâu, mà nhà người ta lại có cả trẻ con nữa. Em cũng thấy mừng cho nó. Lấy được người đàn ông đàng hoàng tử tế, lo được cho nó, lo được cho cả gia đình nữa. Mà nhất là nhà người ta còn có sẵn con sẵn cái rồi, khỏi phải lo chuyện đẻ đái mệt mỏi. Chị. Chị làm sao? Đang nói chuyện Hạnh tự nhiên lại quang sang chị. Em sợ chị buồn. Có gì đâu, con cái là lộc trời cho mà. Mà cái Hạnh nó cứ khen chị đấy. Nó bảo không ai làm được như chị. Phải người khác chắc là không để yên đâu. Nam ạ. Em Hằng, Hằng ở viện nghiên cứu đây ạ. Alo. Dám dập máy của mình à? Anh Lý à? Alo, ai đấy ạ? Alo. Làm ơn cho em hỏi đây có phải số điện thoại anh Lý không ạ? Đúng rồi. Ai đấy ạ? À, chị Minh đấy ạ. Em Hằng đây ạ. Xin lỗi, Hằng đâu nhờ? Em Hằng bạn của anh Lý, chị không nhớ à? À, Hằng ở viện nghiên cứu phải không? Dạ vâng. Chào em, có việc gì thế? À, cũng không có việc gì đâu. Chẳng qua là em muốn gọi điện hỏi thăm chị, nhưng mà em không có số của chị, cho nên em gọi cho anh Lý để hỏi số của chị. May quá chị lại nhấc máy ạ. À, em nghe nói là vợ chồng anh chị mới chuyển nhà đúng không ạ? Anh chị cũng mới chuyển thôi. Có việc gì không hả Hằng? Dạ, cũng không có gì đâu ạ. Em chỉ định gọi điện để rủ chị là
Lúc nào đấy mà chị rảnh thì chị em mình cà phê nhá. Ok. Dạ, vâng, thế thôi. Em dập máy ạ. Chào em. Đèn thế chứ lị. Gọi chồng thì gặp ngay vợ. Dạ, anh Hiền phải không ạ? Ừ, xin hỏi ai đây? Dạ, anh ơi, em là Hằng. Hằng ở viện nghiên cứu mà lần trước có gặp anh để làm việc ý ạ. À, thế có chuyện gì không em? Dạ, cũng không có gì đâu anh ạ. Chỉ là em có một chút việc riêng, muốn gặp anh để nói chuyện. Anh có rảnh để anh em mình gặp nhau không ạ? Có chuyện gì thì cứ nói luôn đi, anh đang bận lắm. Thôi, đằng nào cũng sắp hết giờ làm rồi. Hay là anh qua đón em rồi anh em mình đi ăn cơm có được không hả anh? Anh không có thời gian đâu. Thế thôi chào em nhá. Alo. Alo. Tưởng không có mấy người thì tôi không có dai chắc. Tôi biết rồi, tôi sẽ đến ngay đây. Mẹ à. Mẹ ơi, cô bạn đồng nghiệp của con phải đi cấp cứu, mà cô ấy không có người nhà ở đây. Con xin phép vào viện với cô ấy xem thế nào ạ. Thôi chết, thế có nặng không hả con? Con cũng chưa rõ ạ. Phải vào viện mới biết được mẹ ạ. Nhưng nghe có vẻ nghiêm trọng. Nhưng mà con mới ốm khỏe lại. Hay là để thằng Khang nó chở con đi? Anh ấy còn đang dở việc, con tự đi được ạ. Mà có thể con sẽ về muộn, bố mẹ cứ nghỉ sớm đi ạ. Thế thì con cứ đi đi, nhưng mà nhớ gọi điện về cho chồng con nó yên tâm nhé. Dạ, con biết rồi ạ. Con chào mẹ. Động nghiệp đi. Còn thế nào? Này, khỏe đi nhá. Chào em. Vâng, chào anh. Chỗ này đã có chủ chưa? Anh có thể hỏi chủ của nó. Anh đứng đây với em nhé. Tùy anh. Hình như là anh thấy em có chuyện buồn đúng không? Chuyện đấy tôi nghĩ là không liên quan đến anh. Cho chị trái bia nữa nhé. Dùng bia để giải sầu ấy. À, thì chỉ tổ buồn thêm thôi. Giới thiệu với em, anh tên là Hoàn, giám đốc công ty may Hoàn Hằng. Còn em? Hằng. What? Hằng. À, Hằng. Đúng là người đẹp. Tên quá đẹp luôn. Quá hoàn hảo, không thừa một từ một chữ nào luôn. Anh mời em một ly nhé. Nếu anh thích. Hai whisky em ạ. Anh vẫn đang hết sức băn khoăn là không hiểu có chuyện gì mà một người xinh đẹp như em lại ngồi đây giải sầu, sầu não như thế. Anh có thể chia sẻ được không? Gửi anh chị ạ. Nếu anh thích chia sẻ, chúng ta có thể làm bạn với nhau. Được làm bạn với một người xinh đẹp như em là niềm vinh hạnh của anh đấy. Nào. Alo, Hiền phải không? Alo, ai đây ạ? Anh là Minh Khang, chồng chị Trinh đây mà. Dạ vâng, em chào anh. Anh xin lỗi vì gọi điện hơi muộn. Anh muốn hỏi,
đồng nghiệp ở cơ quan em bị tai nạn, nằm ở viện nào thế? Tai nạn đấy hả anh? Công ty em làm gì có ai bị tai nạn đâu ạ. Anh có nhầm không ạ? Em bảo sao? Dạ, không có ai đâu anh ạ. Nếu có thì em đã biết rồi. Chắc là anh nghe nhầm đấy ạ. Thế à? Anh cảm ơn nhé. Dạ, không có gì ạ. Anh chưa ngủ à? Em đi đâu về thế? Anh hỏi là em đi đâu về? Tại sao anh gọi điện không nghe? Em nói với mẹ rồi mà. Đồng nghiệp của em phải đi cấp cứu. Em vào viện xem cô ấy thế nào. Anh gọi cho em không được. Anh gọi cho Hiền ở cơ quan em. Cô ấy nói là ở cơ quan không có ai bị tai nạn cả. Đấy là đối tác làm ăn, không phải người công ty. Hiền làm sao biết được. Mà em có phải là trẻ con đâu. Anh không phải lo. Em là phải mua cái nước yến này dùng cho nó đẹp ra. Thôi anh ạ, cái này em thấy đắt lắm. Thôi em không uống đâu. Bậy nè, vớ vẩn đắt rẻ gì ở đây. Em cứ mua thoải mái. Thế thì em mua thêm một hộp để cho anh dùng nhá. Nhất trí. Ê, đây. Mà anh ơi, hôm qua em mơ đấy. Hả, mơ? Vâng. Mơ gì? Em mơ là em được làm bà chủ của một xưởng may. Ôi giời, tưởng gì. Cái chức bé tẹo teo ấy, nếu mà em thích nhá, cái chức ấy vẫn đang trống. Làm sao mà em không thích. Đấy là ước mơ từ nhỏ của em đấy. Em á, chỉ cần được làm bà chủ của một tiệm may này, một xưởng may này, với cả có một gia đình êm ấm hạnh phúc, thế là được rồi. Em có cần gì đâu. Nếu mà em thích ấy, ngay ngày mai em làm bà chủ luôn. Thật không anh? Mà thật ra anh cũng sắp ly hôn với vợ anh rồi. Em với anh sẽ được công khai với nhau. Lo gì anh nhỉ? Anh ra tính tiền để em vào lấy thêm ít sao nhá. Mẹ ơi, con về rồi đấy hả? Con chào bố. Chào con. Úi giời, sao mua gì mà nhiều đồ thế này hả con? Con mua quà cho cả nhà đấy hả? Nhân dịp gì đấy con? Có dịp gì đâu bố. Thời gian vừa rồi cả nhà mình vất vả với con quá nên con muốn chăm sóc mọi người thôi ạ. Người nhà cả, có việc gì phải khách sáo thế? Khách sáo gì đâu hả? Đây là tấm lòng của con mà bố. Mẹ ơi, mẹ xem chiếc khăn này thế nào. Con chọn cho mẹ đấy ạ. Vì mẹ da trắng nên chắc màu này sẽ hợp ạ. Còn đây là một ít mỹ phẩm, kem dưỡng da, con biếu mẹ ạ. Toàn những đồ đắt, con mua làm gì cho nó tốn tiền ra. Đắt mới tốt mẹ ạ. Còn đây nữa, con cũng chọn cho bố cái áo này. Bố xem có ưng màu này không ạ? Bố cũng có quà cơ à? Vâng, bố phải có chứ ạ. Cái này đi họp tổ thơ thì nhất đi bà. Cái ông này. Con chỉ sợ bố mà diện quá đi họp tổ thơ thì mẹ lại ghen mất ạ. Mẹ nhờ. Con cũng mua một ít đồ ăn vặt để cả nhà mình vừa xem TV, vừa
vừa nhấm nháp cho vui ạ. Dạ đây. Sao con mua nhiều thế? Anh à, anh ngồi xuống đây. Anh cũng có quà đấy. Em mua cho cả nhà. Đây, quà của anh đây. Anh xem, quà nhiều không này? Em chọn cho anh mấy cái cà vạt để đi họp, nhưng mà không biết màu nào hợp nhỉ? Cái này, hay là màu này, hay là... Mẹ thấy cái nào đẹp hơn hả mẹ? Màu đỏ. Màu đỏ à? Thế thì màu đỏ nhá. Nào, để em xem. Hợp lắm. Cái này mà anh mặc với áo sơ mi trắng của anh ấy thì nổi cực kỳ.